Dạ, Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn kêu nhỏ đã đến với kênh Thượng Đỉnh Cà Mau. Hôm qua thì kết thúc chuyến đi Đà Lạt rồi, hôm nay thì Linh đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị về quê. Thì trước khi về quê, Linh đi mua một số máy móc thiết bị để về phục vụ cho cái công việc mà bán bánh phồng tôm của nhà Linh ha. Thì bữa Linh bán tôm khô nhưng mà thiếu cái máy ép chân không á, nên là tôm gửi đi nó bị không khí lọt vô, rồi gửi đến khán giả thì không còn ngon nữa. Nên là hôm nay thì Linh đang có mặt tại chợ Kim Biên để đi mua máy hút chân không nè, rồi mua thùng giấy để đóng gửi hàng đi, để cho bánh phồng với tôm đi tới tay quý vị khán giả thì sẽ được ngon và nó đúng tiêu chuẩn. Bây giờ thì xin mời ông và cô chú cùng đi chợ với Linh ha. Chợ này thì bán rất là nhiều đồ luôn á, nhưng mà Linh thấy là chuyên bán về thiết bị máy móc. Kim Biên thì cũng gần chợ lớn, nó nằm trên đường Hồng Bàng. Dạ không chú. Lên 2kg 15 ngàn. Đây là Linh đang đi vô trong dòng chợ Kim Biên rồi đó. Trong đây thì Linh thấy bán rất là nhiều đồ nhưng mà không biết mua máy hút chân không ở đâu, thì chắc Linh đi vòng vòng để hỏi. Chợ Kim Biên thì Linh thấy rất là rộng luôn á, bán rất là nhiều mặt hàng. Ở đây là có thiết bị công nghiệp. Chú ơi chú, cho con hỏi chú có bán máy hút chân không không chú? Đầu chợ hả chú? Cái góc này luôn, cách 2 căn. À dạ con cảm ơn chú. Đây chú này chỉ ở bên này, Linh sẽ qua bên này mua. Cách 2 căn là ở khu này. Chứ ở bên đây quá. Máy hút chân không có nhiều loại không cô? Hút chân ngâm mấy loại được em này. Dạ, cho con mua cái loại nhỏ nhỏ con. Nhỏ không có. Nhỏ nhỏ nào? Xíu hả? Không, con để bán khô quá. Bán khô thì hút tầm khoảng 1kg, 2kg thì mình dùng loại máy nào cô? 1kg, 2kg. Dạ. Cái bịch bè nhang của bịch bao nhiêu? Con không biết nữa, tại vì con bè nhang của bịch bao nhiêu? Cái này cô bán là có mấy tấc? Ờ 3 tấc là mình hút nhỏ hơn 3 tấc là được phải không? Ờ 2 tấc. Cho con coi cái máy đó xem. Nè, nè, nè. Một cái vậy là bao nhiêu tiền cô? 1.1350. Đây cho con coi hai loại đó. Chịu mốt với chịu 350 thì khác nhau gì cô? Cái hút nước, cái hút khô, cái hút nước. Dạ, là hút nước được, hút khô được là chịu 350. Cái này là nhiêu cô? Hút khô chịu mốt. Chịu mốt. Dạ. Nó có cho mình bọc thử không cô? Là mình cứ bỏ chiều dài bọc bao nhiêu vô đây là mình hút là nè, được. Ờ nó nè. 2 tấc 8. Máy nè, máy 3 tấc nhưng mà hút 2 tấc 8 à. Dạ. 2 tấc 8 là ví dụ cái bọc mình 2 tấc 8 là nó đựng được 1 kg 2 kg là mình hút được hết không cô? 2 kg, 1 kg 2 kg là bình thường. Vậy theo cái bịch của em thôi. Dạ. Cho con coi luôn cái loại 1.350. Không giống vậy à. Nhưng mà để con coi cái nó khác nhau gì. Là cái đó mình là xài là mình châm nước vô hay sao cô? Đó, hút nước. Để à. Hút nước, hút khô, nước đi ra ngoài. Còn này khô nè, không có sản phẩm mình không có nước. À, là cái này là con bán khô là con dùng loại này là được rồi ha. Cái này có bớt không cô? 1.1 triệu hết giá. Nó chia 1.3 triệu. Để cho con coi thử luôn đi, rồi con coi thử con quyết định lấy loại nào. Ủa cô, con muốn mua thùng giấy cắt tông là mua ở đâu cô? Ở đây em có. Ở đây có không cô? Không. Chợ nào có ta? Mua để thải hả? Dạ, con mua để con có hàng gửi đúng đi. Đúng Hưng. À. Quẹo hoa thải. Dạ. Đấy một bên á. Dạ. Giờ bên bên tay trái. Dạ. Có người bán thiện. Cái này có khó xài không cô? Không, bình thường. Mới thì cảm thấy mình thấy khó khó, từ từ phải quen dễ dàng ha. Nào chừng một hai lần nào mở lên sao thì con đó giờ con đâu biết xài mấy máy này, thấy người ta xài thôi à. Cái này thì bấm hai này, còn kia dạ. Ấn hai này ra đó. À, cái này thì được bấm hai này, còn này là chừng nào con xài nước á mình gắn vô đây. Dạ. Gắn đây nước nó sẽ hút ra đây. Là ví dụ như canh hay là cái gì mà tự có nó hút ra hồi, nó hút hết nước cho nó khô tự lại. Ra, nước cải á, rau cải có à, nước. Là hút chứ rau cải à. Một ly nước này mở vô mà hút. Ra hết nước luôn á. Dạ, vậy là cái này là để có hút rau cải đồ được luôn có, để mình bảo quản. Cả. Loại nào vậy ta? Thôi cho con loại kia đi, con thấy dễ xài hơn hay sao á? Cái có, nào? Cái 1.1 triệu á, nó dễ xài hơn cái này. Một thứ nhưng mà cái đó có thêm nước thôi. Cái này bảo hành sao cô? 3 tháng. 3 tháng hả? Cái này là nhấn cái này mở lên.
nhấn hai đầu. Nhấn hai đầu. À mà nhấn này đâu, nhấn. À nhấn hai cái này. Rồi. Mở lên, rồi xong mình bỏ bọc vô. Ô cô chỉ con xài đi, chắc con lấy cái này quá. Cái này kéo nửa da. Dạ. Dẹp cái đó. Tay nó không có cho bọc sẵn thử hết ta. Không có. Cô có bán bọc để hút cái này luôn không cô? Ít lắm. Cái bọc này để mua ở đâu cô? Da, da bên kia đường nó có. Dạ. Bên đường á. Dạ, con bán khô chắc cỡ bọc này là hút dư sức rồi. Không biết. Nó khô nhiều khi khô bự khô nhỏ hả? Khô bự khô nhỏ. Này là cỡ nó xài bự hơn xíu được không cô? Xài bự là cái miệng đó. À, cái miệng này nhỏ. Là nhỏ phải không? Cái miệng này nhỏ. Này đâu còn cái bự hơn chút xíu rồi. Đâu cô thử cái bự nhất con coi thử. Bự cỡ này. Dạ. Rồi sao? Nhà mới quan trọng đâu con. Dạ. Cái này là con chỉ cần đi ra ngoài đó con mua bịch. À, bịch bự hơn cái này nó xài được không? Bự hơn cái này lát cô đưa con cái mẫu của con chọn cho mua. Dạ. Rồi đâu cô hút cho con thôi thử. Bỏ cái dĩa vô hút hả? Bỏ dĩa vô. Dạ. Chứ đâu có bỏ cái gì vô hết. Rồi giờ ha. Cái dạ. Này mày tắt máy ha. Dạ. Ha. Dạ. Cái này thao tác lại. Dạ. Giờ rồi mình mở cái này xong mình kéo cái này xuống. Dạ. Cái bịch này để nửa trên nửa dưới. Dạ. Ha. Đâu nửa trên nửa dưới. Lại nó cho nó lấy cái này vô phải không? Dạ à, dạ rồi. Đâu có nửa trên nửa dưới sao hút được? Dạ. Là nhưng cái mà cái này là cái chỉ để bằng cái miếng này không không để cho nó đội lên ha. Dạ. Đội lên là con hút không được. Dạ. Rồi đóng hai đầu qua này này lại. Dạ. Lúc mà mình hút á, mình phụ nó một cái. Nó làm lại cho. Dạ. Lúc mà mình hút á, mình phụ nó cái xe cái chỗ này nè. Dạ. Nó sẽ hút từ dưới này đi lên trên này. Xe là cô cầm nè, nè. Cái tay cầm vậy đúng hả? Đúng rồi đó. Dạ. Xe nó có giống cái lỗ hổng nè. Hở cái miệng nó ra để cho hở cái miệng này nó sẽ hút từ dưới này hút đi lên. Dạ. Còn nếu như mà không có cái đầu này bằng nè. Đà dưới này nó sẽ không có bị hút, không dạ. Hút được. Dạ không hút tới dưới à, không hút tới dưới. Dạ. Nè con xe nè. Dạ. Cho nó hút từ từ thấy dạ. Lẹ không? Dạ. Rất là nhanh. Đúng không? Dạ. Còn con cảm thấy nó ok rồi. Vĩnh luôn. Vậy là nó gớt gà phải không cô? À cho nó đóng cái miệng lại nữa. Đóng lại miệng lại nữa. Rồi xong. Nó báo bí 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 rồi xong. Dạ. Là đóng lại luôn. Đây. Cái này bịch số 3 thôi. Dạ. Bịch lớn thì mình tăng lên ha. Dạ. Tăng lên số 4, số 5. Dạ. Bịch mỏng mới thành hạ xuống. Dạ. À là cái bịch này nó thể có mình xài được cái dài tới đây luôn phải không cô? Tới đây thôi. Dạ tới đây. Trừ mình mỗi bên một phân. Dạ. Con muốn hút thử không? Hút thử thì cô cắt cho con hút. Dạ. Để về con không biết xài. Rồi tự hút qua. Kéo lưỡi ra. Kéo mảnh xuống. Rồi. Tại cái máy hình như bật sẵn rồi. Phải không cô? Đó có. À tại nó vậy đó hả? Đây nửa trên nửa dưới. Rồi. Nè hai bên lại. Nè xuống. Ê, ê. Rồi làm lại. Lại nha. Kéo. Rồi kéo cái lưỡi này ra. Rồi học sinh này dốt quá. Rồi. Không có được thông minh lắm. Rồi đóng rồi, hai đóng cái nắp này. Đè hai cái đầu. Đè hai đầu này. Đè mạnh xuống. Đúng rồi. Rồi bắt đầu nó hút rồi nè. Mình nhưng xe mà mình đi. Xe. Mình xe nó đi. Nó hút mạnh quá ha. Nó hút mạnh lắm. Rồi hết rồi. Rồi mình thấy đủ rồi. Đủ rồi không? Ép, giờ mình ép cái này luôn. Ép đè xuống. Dịnh luôn. Rồi dịnh luôn. Rồi đó. Rồi xong. Buồn. Mở hai cái nút này ra. Rồi đó, ok. Dạ, cảm ơn cô. À, vậy lấy con cái này đi cô. Mua bọc là đi ra ngoài đường à? Ra ngoài đường ngoại có. Tiệm nào cũng có bán hết trơn cô? Có bán. Nói bọc hút chân không à... ha. Cái này là xài điện luôn. Điện, không có điện sao xài. Dạ. Điện sao hút. Còn thùng cắt tăng là đi qua đường Phùng Hưng. Phùng Hưng xuống dưới, Phùng Hưng dưới. Dạ. Cái này nó gọn cũng dễ. Nhẹ. Con cầm cái mẫu bịch này đi nha. Dạ. Muốn lớn hơn á, bạn em muốn lớn hơn này thì nói với nó là bịch lớn hơn này chút. Dạ. Hoặc là dài hơn chút. Dạ.
nó sẽ có dạ. 80 ngàn. Ký 80 ngàn hả cô, cho con biết giá luôn ạ. Đây cô chỉ khách mua quà mà. Dạ. Con gửi tiền này luôn cô. Cho nó lên đường ra này ba. Ngọc thủy. Là kế bên Ngọc Thủy cũng có. Là đi ra ngoài đường thấy Ngọc Thủy là thấy rồi phải không cô? Vừa đây ra đầu đường băng qua. Dạ. Đó tới. Dạ. Chịu mốt không cô? Rồi con gửi cô. Cảm ơn cô nha. Dạ. Con đi mua bọc nữa. Đi mua bọc rồi con. Dạ, cảm ơn cô. Cầm bọc này để đi mua luôn mà cô chú các bạn ơi. Mới khởi nghiệp nên là phải đi mua từng thứ. Đi ra, cô đi kêu đi ra đầu đường này. Có nên mua thêm cái cân không? Tại vì cái cân của Linh ở nhà cũng cũ rồi, để lát Linh ra ngoài này Linh mua lại cái cân mới luôn. Cái cân hồi thời mà mẹ Linh bán cá tới giờ nên là nó cũng rất là lâu rồi. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ đó là Linh cũng vô chợ mua đủ hết những cái đồ Linh cần mà. Tại vì do là ở chợ nó hơi ồn ào với xe cộ qua lại nhiều quá nên là Linh không có quay cái khúc sau. Thì Linh mua một cái máy hút chân không nè, rồi Linh mua thêm bọc, mua thêm hộp để gói bánh, rồi mua thêm một cái cân, rồi mua giấy để gói nữa. Thì mua cũng đủ hết trơn rồi đó. Tại vì do là lần trước Linh gửi bánh đi với gửi khô đi á, nhưng mà Linh nghĩ là khô thì mình gửi trong 1-2 ngày thì không sao, nên là Linh không có hút chân không á. Thì tới tay quý vị khán giả thì cái khô nó bị nó hơi bị ẩm á, rồi nó hình như là nó, chị nói là nó có cái mùi hôi, nên là hôm nay thì rút kinh nghiệm Linh mua một cái máy hút chân không để Linh hút để gửi đi, là khô nó không có bị vấn đề. Thì đây là đợt hàng đầu tiên mà Linh bán á, nên là những cái mà phản hồi của khán giả thì đó là đáng quý đối với Linh luôn, thì Linh sẽ rút kinh nghiệm. Còn bánh phồng thì quý vị khán giả nhận được thì cũng có rất là nhiều lời khen ngon. Thì hôm nay là cái đơn hàng mà Linh nhận được về bánh phồng tôm chắc tầm khoảng gần 200kg rồi, nên là cái số lượng nó rất là lớn. Hôm qua là Linh định đi Đà Lạt là 3 ngày, nhưng mà do là quá nhiều việc nên là nhà Linh đi có 2 ngày quay về. Bữa nay thì đi mua đồ xong rồi rủ chị Linh qua đây dùng bữa trưa. Hồi sáng giờ là Linh đi mua đồ chưa ăn sáng nữa. Ở đây thì bán đồ điểm 5 sáng. Hồi giờ này là bắt đầu dậy trưa luôn rồi. Hồi nãy giờ em gọi có mấy món à, chế gọi thêm đi. Cái này là điểm tâm. Ừ, nãy em có gọi mấy món điểm tâm với gọi một cái con vịt quay. Làm 2 món. Cái cuốn hành với chiên cơm. Chiên cơm hả? Ừ, chiên cơm em thấy nhiều á, tại đợt mình ăn á. Mấy món điểm tâm? Điểm tâm thôi, em gọi chắc cũng 4-5 món vậy. Nhưng mà điểm tâm thì nó ít ít không, mà chế gọi thì gọi thêm đi. Ăn giao thôi. Ở đây thì điểm tâm bán rất là ngon, Linh thích ăn chỗ này, với chỗ này cũng gần chỗ chị Linh làm á, nên là chị Linh chạy qua luôn. Bữa nay thì có chị Linh với anh Phong. Anh Phong thì mới lên nói là muốn ăn vịt quay á, nên là chọn chỗ này. Chỗ này thì là Diêm Tủ Tấp ở đường Trần Hưng Đạo. Nó không có cái quận 1. Ừ đúng rồi, ở ngay quận nhất á. Đồ ăn ở đây thì Linh thấy là điểm tâm sáng mà ăn ở đây thì rất là ngon á. Thế coi đi gọi thêm món gì. Đáng lẽ là đi Đà Lạt tới 3 ngày, nhưng mà do là bận quá trời bận. Bữa nay thì Linh lo xong hết công việc ở trên này, chắc ngày mai Linh cũng về Cà Mau lại. Anh Phong qua đây sao không? Không, anh đi xuống gần đây à. Chạy nửa tiếng. Linh từ Đà Lạt về thì anh Phong cũng từ Cà Mau lên, là anh em gặp nhau ở đây á. Anh nghe anh thèm vịt quay nên là qua đây em có kêu một con vịt quay, nhưng mà là vịt quay Bắc Kinh chứ không phải vịt quay giống như vịt quay của mình. Ngon lắm, da giòn. Nếu mà vịt quay mà kêu bằng quay mà có nước chấm chấm á. Mà cái da nó giòn, cái da nó thì là một món, còn cái thịt của nó thì là một món. Lúc nào cái da nó cũng gói. Nãy nghe nó quá ăn quý chứ, từ nghe đọc tên nó hiểu chứ. Bây giờ là món ăn gà đó ông bà cô chú các bạn. Món này là vịt quay. Chị đang cắt để lấy cái da con vịt cuốn. Cuốn vô cái miếng nó là giống như là cái lá bò bía, xong rồi mình sẽ cuốn hành và mình bỏ cái da lên. Dữ dằn, tính xinh đẹp dữ. Nhiều lắm. Chiên cơm. Chiên cơm. Còn nếu muốn làm thêm canh đó thì thêm 300 ngàn. Nhưng mà thấy ổn 300 ngàn quá nên không có làm toàn món thôi. Tiết kiệm. Anh Phong đãi mình phải tiết kiệm cho anh Phong chứ. Đó chứ, con vịt là người ta lấy da xong rồi là cái phần vịt là người ta đem đi để người ta chế biến món cơm á. Dạ bây giờ là món ăn đã cuốn xong rồi, thì mời ông bà cô chú các bạn cùng thử thức với Linh, chị Ý với anh Phong nha. Ăn đi chế. Thôi mình cuốn rồi mình chấm tay đấy, có chấm thêm có cuốn tương rồi đó, nhưng mà muốn chấm thì mình chấm. Chấm cái tương nha. Xin mời ông bà cô chú các bạn nha. Rồi. Mời mọi người.
Cảm ơn. Món gà tiếp à? Cái này món gì? Đậu hũ kia chiên tôm thế vậy? Thấy sao anh Phong? Nhất cái thấp quá. Ngon vậy không? Thử món này. Lần đầu tiên được thưởng thức này luôn á. Ngon bọn, ăn lấy thêm anh Phong. Cái này thì chấm với mayonnaise. Tớ thì bỏ vô. Cái bàn này xay cũng chứ mặt quá ha. Mấy món điểm tâm ở đây ngon ha. Ăn nóng ngon chứ. Cái chai nó giòn mà sợ đi. Con này mình chấm với gì không? Đừng ớt. Dấm mayonnaise cũng được. Tùy hình thích không? Hai cũng bóc tay nữa ha. Ba đứa hai lúa. Không phải, đây có một tiểu thương với hai đứa hai lúa. Cái đậu hũ kia cuốn tôm này ngon ha. Cũng giòn thiệt không? Em thấy ăn điểm sống là ăn ở đây ngon nhất. Mà mình ban ngày hay bận á, nên là ăn buổi tối, thường buổi tối không có điểm tắm, nó chỉ có từ buổi sáng tới buổi trưa thôi. Ăn vô đây ăn lần nào chưa? Ăn rồi. Có lần em dắt cha em vô đây ăn thử á. Mà dắt cha em vô không có mấy món điểm sống này, em thích nhất là điểm sống ở đây ngon. Mà rẻ nữa. Một phần như vậy là có khoảng 7-80, 80 à. Mình sẽ làm một cú nữa. Quên cái móc tay vô đây luôn rồi đó. Mà cả nhà. Nhân tôm nó cũng tươi nè. Lâu lâu đổi vị là ăn nó cũng ngon ha. Ở dưới quê mình ăn đồ dưới quê rồi xong rồi lên đây cái tự nhiên thèm dưới quê vậy đó. Cái nếp ngon ngọt lắm. Mỗi lần lên đây anh lên khoảng vài bữa là thấy nhớ quê à. Ở dưới quê lâu quá thì nhớ trên này. Là cơm chiên đó. Chân gà hấp xì dầu. Dạ, tương với xì dầu quá chị. Còn cái này là đậu hũ kia cuốn tôm nữa nè. Rồi cái đó là xíu mại. Ăn đi, ăn đi. Ăn cơm trước hay là ăn mấy cái món này trước? Ăn mấy món này trước ha. Ăn chân gà rồi. Là thích ăn chân gà ở đây mềm ngon lắm. Anh sẽ bỏ miếng cơm trước rồi. Ăn cơm cho chắc bụng hả? Chắc bụng. Ăn miếng chân gà bằng cái nhẹ. Trời thật quá trời luôn. Em dĩa này ra muốn ná thở vậy. Nguyên con vịt mà. Mà cái dĩa cơm con nhận bự đi luôn. Cảm ơn. Xương nó mềm ha. Chân gà ngon thiệt không? Em gật đầu luôn, em chưa ăn đấy, gật đầu. Như bị liệu quá. Không ngon thì cái chân gà ở đây làm mềm ngon lắm. Thơm nữa. Dắm nó xin dắm. Sao nhớ lúc trước có để mà kỹ. Chứ xin kêu em. Mình cứ kêu khi người ta mới đem ra luôn. Món nào cũng ngon hết. Anh có một lần ăn cái món người Hoa mà ăn cũng hay. Chị ơi. Cái quán nó thường. Đây là giống như dạng như là nhà hàng. Cái này chỉ như phục vụ cho người Hoa, Hoa cho ăn nhiều. Em ơi. Lên thử miếng này. Này là đậu hũ kiên. Mấy món này ít nhưng mà mình ăn lại nó no. Ngon á. Cũng ít dầu mỡ, nó không có dầu mỡ nhiều. Anh đi du lịch bên Trung Quốc á, là người ta ăn thì không có nước mắm. Sao thì dầu. Nước tương với giấm. Ngon lắm luôn không bà cô chú các bạn. Cái này gọi là món gì của anh này? Tôm. Chơi em. Đậu hũ cua cuốn tôm. Một ống nha.
thấy sao? Ngon ha. Nó vừa ăn mà kiểu nó ít dầu mỡ mà nó cũng không có ngán mà nó béo. Cái này là lạ danh quá nè. Không biết là đủ món chưa nãy em kêu nhiều lắm. Thấy cái cơm là thấy no rồi đó. Cái này cái ăn chút là mình xỉu. Em ăn miếng cơm đi cho no. Cảm ơn. Không biết em lên đủ món chưa ta? Anh ăn một miếng cái này gọi là chân gà gút xương hả? À, chân gà hấp tù xì. Dạ. Hấp tù xì á. Hấp hấp gì đó không biết nữa. Dân hai lúa này là cũng không biết nữa. Bởi dắt em đi tới đây ăn em mới biết nè. Cho em xin miếng giấm bỏ vô nước tương chứ. Ừ, nước tương hơi mặn, mình cho xíu giấm cho nó thơm ha. Xong rồi chan cơm. Bây giờ ở đây vậy, mình có muốn nước mắm đúng không? Không. Anh ăn cơm thấy vừa ăn không? Được. Xin miếng cơm. Cơm là chắc hồi bà đem về. Nhiều quá. Ngon quá ha. Cơm vừa ăn. Ăn cơm là no, khỏi cần ăn mấy món khác nữa. Ủa còn cái gì đó, dịch nãy ta làm gì thêm món gì nữa ta? Cơm vậy? Là cơm dịch hả? Ờ, cái dịch đó ta hắt ra là một cơm á. Nãy anh tưởng sắc, ta tưởng sắc thịt. Anh ăn cái gì nó ngon ngon. Trong cơm này thịt không thì đâu có miếng xương nào đâu. Chà, 12.000 một người. Chân gà hấp tù xì 68.000, xíu mại 78.000. Đậu hũ sốt dầu hắt 68.000, bánh cuốn hấp 80.000. Dịch quay 730.000. Đậu hũ kia cuốn 2 cái 860.000. Ủa 86.000. Vé cũng mềm á. Rồi anh Phong trả tiền anh Phong. Đậu hũ sốt dầu hào chứ có dầu hấp. Dạ dầu hào. Con không biết chữ lộn. Thôi em đang uống trà đợi xíu nữa. Rồi anh Phong mời em đi ăn cái trả tiền đi. Lặng cho nó được. Dạ ơi em quay. Đậu hũ sốt dầu hấp. Con xin lỗi chú, tại con cũng hơi dốt. Cái này em ra giùm 10 lát về trả lại nha. Nói chứ thôi mà ớn điện quá. Ớn điện, nói chứ ớn điện. Thì có hồi đó giờ nhận anh Phong làm đệ tử chứ chưa bao giờ được đệ tử đãi một cái bữa ăn nào ra hôn hết trơn á. Bữa nãy ăn xôi chi cãi. Xôi gà nhiên. Anh nè, bây giờ kẹp tiền vô đây anh. Kẹp tiền vô. Tổng cộng một bữa ăn ngày hôm nay là 1.515.000 là tính luôn thuế với phí phục vụ. 15.000 hả? Chục. Wow, quá sập luôn ghê chưa? Bó luôn ghê chưa? Bữa nay là coi như là bữa đầu tiên đi khởi nghiệp nên là mời anh Phong bữa nha. Mới chơi chứ lát về anh Phong ghi lại. Dạ đủ tiền chưa chú? Con cũng ăn. À 1.520.000. Dạ. Con cũng cái vụ đếm tiền con cũng đếm tụi bay nữa. Đồng chữ đồng ứng luôn. Cảm ơn chú. À, nãy một cơm anh xin đem về anh ăn thêm nữa. Ăn còn dư gói đem về đúng không bà cô chú? Tại vì cái phần cơm nó nhiều quá. Mắc nhất là có con vịt 730.000, còn lại là chỉ có sáu mấy 70.000 không bà cô chú các bạn. Nhìn ở đây thì sang trọng vậy thôi nhưng mà giá cũng rất là bình dân. Rồi bây giờ thì Linh với anh Phong sẽ đi về. Thì Linh cũng cảm ơn quý ông bà cô chú các bạn mình theo dõi cái video tới đây ha. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn kem nhỏ ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.